nào ngại ngùng quên mất em đường khuya chẳng lẽ nhưng mà nhìn đi kìa đó, bà nhìn vô kiến ở giữa hai cái mặt này ai mắc nết hơn ai? Yeah. Ai mắc nết? Chào bà. Lãng nhất hả? Đồ đồ lãng đạn. Đồ lãng xẹt. Đồ lãng xẹt. Tôi nói rồi, xẹt thôi. Mệt quá. Chào bà. Tôi chơi dạc.